Hello mọi người, hello các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là So đấy. Hôm nay thì mình có một cái video về chủ đề mới cho các bạn. Gần đây thì mình đang bị upload cho nên là để kết thúc tình trạng này, mình muốn có một cái điều gì đó mới hơn. Vì vậy cho nên là mình sẽ lựa chọn một bộ trang phục và mình sẽ vẽ lại bộ trang phục này. Thì mình vẽ lại thôi nhưng mà nó không sẽ không có giống lắm. Nói đúng hơn thì là tìm hiểu về cái bộ trang phục này, cho nên là mình sẽ để cái wrap ở đây cho các bạn xem nha. Mình cũng sẽ phân tích luôn cái cách mà mình vẽ và tự học vẽ về cái bộ trang phục này như thế nào luôn nhé. Ok, bắt đầu thôi. Mình sẽ bắt đầu mình quan sát cái trang phục của mình và phân tích xem là cái trang phục của mình nó sẽ có cái hình dạng chuỗi như thế nào. Mình sẽ vẽ những cái nét chính cho cái bộ trang phục của mình trước. Sau khi mình đã scan xong cái bản sạch rồi thì mình mới bắt đầu mình vẽ những cái chi tiết, những hoa văn họa tiết vào. Cái trang phục hôm nay thì mình cố ý chọn một cái bộ trang phục nó có nhiều hoa văn họa tiết để mình có thể luyện tập cái khả năng vẽ chi tiết của mình nhiều hơn. Khi mà mình vẽ thì mình cũng cố gắng mình quan sát cho thật kỹ những cái chi tiết trên trang phục. Những cái phần vẽ, cái phần tay phồng hay là phần lớp áo bên ngoài thì mình sẽ không nói tới nữa nha, tại vì nó cũng khá là cơ bản rồi đó. Thì cái trang phục hôm nay của mình nó có những cái chi tiết nền, những cái hoa văn họa tiết nền là có màu sáng. Vì vậy cho nên là cái lúc đầu tiên của mình thì mình sẽ cho một cái lớp nền màu sáng trước, sau đó thì mình mới đắp những cái lớp màu đậm bên sau. Bởi vì nếu như mà đảo ngược lại cái nguyên tắc này thì rất là dễ nó sẽ bị lem những cái màu đậm vào những cái chỗ màu nhạt, cho nên là mình sẽ lựa chọn mình tô những cái màu nhạt trước, sau đó thì mình sẽ phủ những cái màu đậm lên để che lấp và cũng như là để hoàn thiện những cái chi tiết này nó dễ dàng hơn. Thì đó là cái logic khi mà mình tích màu mình tô. Cái cách học vẽ này của mình thì chủ yếu là để mình học về cái cách làm sao để mà mình vẽ được cái trang phục, cũng như là cái quản lý được cái lớp layer, từng cái lớp màu mình lên như thế nào, cũng như là cái logic khi mình tô màu lên nó sẽ như thế nào để mà mình tô. Cái này nó cũng khá là quan trọng khi mà mình vẽ các bạn, không phải là mình cứ vẽ tự nhiên thì nó sẽ ra đâu, mà mình cần phải có những cái suy nghĩ và những cái dụng ý để cái lớp màu của mình lên nó đúng được ý và nó lên được tốt nhất có thể. Thì như mình nói thì mình sẽ lên những cái chi tiết màu vàng nhỏ nhỏ trước, sau đó thì mình sẽ dùng màu đậm để mà mình viền lại và mình đi nét lại luôn cái trang phục và tô luôn. Thì cái lớp đầu tiên của mình cũng là một cái lớp nền với những cái chi tiết nhỏ và dễ khống chế mà nó sẽ nhanh khô thì mình sẽ tô nguyên một lớp đó. Còn với những cái chi tiết lớn thì mình sẽ loang màu và mình phối màu sau. Trước mắt thì mình sẽ tô những cái phần chi tiết nhỏ trước. Ở đây thì mình cũng sẽ hướng dẫn một xíu về cái phần tô ren của mình luôn ha. Đầu tiên thì mình sẽ vẽ những cái viền ở phía chân ren, mình tạm gọi như vậy ha. Thì khi mà mình tô thì mình sẽ cố ý mình để ra một vài cái lỗ. Thì các bạn có thể lên mạng các bạn xem những cái rep về vẽ ren á, thì các bạn sẽ thấy là cái ren của mình nó sẽ có lưới và có những cái lỗ, và ren thì nó sẽ có những cái đường đan, đường chỉ nọ thứ. Thì mình ở đây thì tranh này là tranh tradi cho nên là mình vẽ và cũng tỉa không có kỹ lắm, cho nên là mình sẽ vẽ sơ sơ thôi. Mình sẽ viền lại một xíu. Cái lớp màu tiếp theo thì mình sẽ là cái lớp màu chính của cái phần ren này. Và ở đây thì trong ref thì mình thấy là nó là màu đen. Và ở đây thì mình phối pha thêm một xíu ánh tím vào cho cái màu nó khác biệt. Sau đó thì mình sẽ vẽ một số cái hoa văn ở trên ren. Và ở chỗ này thì mình đang tô màu đen, bởi vì là những cái lỗ này nó sẽ bị che đi bởi vì cái lớp ren ở phía dưới. Cái phần áo này thì nó có hai cái lớp ren ở trên và lớp ren ở dưới. Vậy cho nên đó là cái lớp ren ở trên thì các bạn có thể thấy cái phần tay áo thì nó sẽ có màu trắng ở những cái lỗ mình chừa ra đó. Còn những cái phần ở phía dưới nó dính vào cái áo, mà cái áo thì có màu tối, cho nên là cái những cái lỗ này nó sẽ được che lấp bằng cái phần ren phía dưới thì nó sẽ có màu tối nha các bạn. Theo là cái phần rối rắm nhất ở trên cái trang phục này, đó là cái phần bộ váy. Thì đầu tiên là mình sẽ tô những cái chi tiết phát sáng lên, nó có highlight lên, cho nên là mình sẽ chọn màu vàng và phối màu đen. Thì để cho cái độ nó chuyển màu thì lớp đầu tiên của mình thì mình sẽ vừa tô màu vàng và mình sẽ vừa tô màu đen. Thì mình sẽ vẽ luân phiên hai cọ, cầm hai cọ vẽ luân phiên với nhau. Ở lớp này của mình thì mình chủ yếu là mình sẽ chừa ra một số cái đường. Thứ nhất là cái đường nếp gấp vải, thứ hai là những cái đường mà một lát nữa mình sẽ vẽ những cái chi tiết vào. Và bên cạnh đó mình cũng phải vừa vẽ chừa những cái chi tiết đó ra, vừa phải loang những cái màu sao cho cái lớp màu vàng của mình nó có thể trong mượt mà nhất có thể.
nhớ chi tiết của tranh, một lát mình phủ nhũ ra thì mình sẽ chừa ra ha các bạn. Cái này thì mình vẽ nó cũng không có kỹ lắm đâu, và chỉ gọi là đi sương sương thôi. Mình sẽ sử dụng cọ nhỏ, mình tỉa cho cái nét nó sắc sảo, cố gắng sắc sảo nhất có thể. Bên cạnh cái việc á là mình vừa phải vẽ chi tiết á thì mình vừa phải làm sao để mà đổ cái lớp màu nữa. Cái lớp màu ở phía trên của mình á thì nó sẽ có màu nhạt hơn, và càng xuống phía dưới thì mình muốn màu đậm hơn. Vậy cho nên là mình cần phải quản lý luôn cái nồng độ của màu luôn, xem là màu nó đặc và màu nó loãng như thế nào để mà mình tô cho nó phù hợp với ý tưởng của mình. Cái váy của mình á thì mặc dù ở trong wrap á thì nó chỉ có một cái màu đen thôi, nhưng mà mình muốn đổ cho nó xuống màu xanh nữa, cho nên là ở phần này thì mình có loang thêm phần màu xanh. Phần ren ở phía dưới này thì cũng tương tự như là phần ren ở phía trên thôi. Mình sẽ đi những cái nét viền để mà mình làm cái viền chân ren nè. Và sau đó thì sẽ phủ cái lớp màu chính lên cái phần ren của mình. Thì cái này thì mình cũng tỉa không có kỹ lắm đâu, thì chỉ sơ sơ qua thôi. Tiếp theo thì mình sẽ đi những cái nếp gấp ở trên váy cũng như là những cái phần đổ bóng. Như các bạn cũng biết là mình hay nói là có ba cái lớp màu bay, lớp màu chính và cái lớp màu đổ bóng, thì ở đây thì mình vẫn tiếp tục ứng dụng vào ba cái phần đó. Thì bây giờ mình đang đổ bóng cho cái phần chân váy phía dưới. Ở đây là những cái nếp gấp váy nè, mình sẽ đổ màu cho nó đậm hơn và sẽ loang cái màu ra từ từ. Ở phần dưới như mình nói hồi nãy thì nó sẽ có đổ cái phần màu xanh lên, cho nên là mình đang đi cái lớp màu xanh và đổ nó trực tiếp lên cái phần lớp mà mình vừa mới tô hồi nãy. Tô lên những cái phần mà mình đã chừa ra hồi nãy luôn nha. Cái lớp màu này nó rất là nhạt thôi, và mục đích của nó là để cho những cái chi tiết này nó hòa hợp vào cả bộ váy chứ nó không có bị sáng quá. Tại vì như các bạn thấy hồi nãy, nếu như mà mình chừa ra không á, nhìn trong nó sẽ rất là sáng, và khi mà mình quét lên một cái lớp màu nhẹ, một cái lớp màu rất là loãng thôi, thì trong cái màu nó sẽ đầm lại và nó hòa hợp luôn với cả cái bộ váy của mình liền. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng những cái màu nhũ. Ở đây thì trong trang phục mình không thấy là sử dụng màu nhũ đâu, nhưng mà bởi vì là màu nhũ là những cái màu mà nó đơn giản nhất để mà nó lên được cái ánh vàng rồi, cho nên là mình sẽ sử dụng màu nhũ để mà mình tả những cái chi tiết này. Những cái chi tiết trong trang phục thì mình vẽ là cũng đại khái thôi, chứ không phải là vẽ giống y hệt như là trong cái mẫu đâu các bạn. Tên của mình nó quá nhỏ, và thứ hai nữa là mình không thể nào mình nhìn kỹ được các cái chi tiết và diễn tả lên được bộ trang phục của mình, cho nên là mình sẽ vẽ làm sao để mà trong khả năng mình nhất có thể thôi. Mình sẽ đi lại các cái chi tiết này bằng màu nhũ luôn ha. Ở đây thì mình xài màu nhũ ngọc trai của bộ Gansai và màu nhũ vàng của màu White Night. Bộ màu hôm nay thì như hồi đầu các bạn thấy thì nó cũng là màu White Night luôn đó. Mình sẽ sử dụng hai cái màu nhũ để mình viền lại các cái chi tiết ở trên tranh. Mình cảm thấy là cái cách học trang phục như vậy thì sẽ giúp cho các bạn, thứ nhất là mình quản lý được lớp layer của mình, thứ hai là mình biết là tại sao nó lại vẽ như vậy, và vẽ như vậy thì nó có tác dụng như thế nào, và thứ ba nữa là các bạn sử dụng màu và luyện tập thêm nhiều cái kỹ năng nữa. Mình hy vọng là video hôm nay thì các bạn sẽ thấy hữu ích, và các bạn có thể mình luyện tập thường xuyên cái việc mà mình vẽ những cái trang phục cũng như là học tập về tính logic khi mình vẽ ha. Ok, bye bye mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nha. Bye bye.